quý vị, chiều 28 tháng 3 năm 2023, tại buổi họp báo thường kỳ thông báo tình hình kết quả công tác công an quý 1 năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, tức C03 Bộ Công an cho biết, đơn vị này đã khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục 2 thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài bà Đỗ Thị Nhàn, trong tháng 3 năm 2023, cơ quan công an đã khởi tố 4 bị can khác thuộc đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước chủ trì đoàn thanh tra. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết, từ tháng 10 năm 2022, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can, trong đó có bị can Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đây là vụ án lớn. Theo kế hoạch điều tra có rất nhiều mảng liên quan tập đoàn này. Có tội danh đã khởi tố, còn các hành vi có dấu hiệu phạm tội đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Các thanh tra giám sát ngân hàng trong đoàn đã tiến hành thanh tra, nhưng báo cáo lãnh đạo nhà nước không chính xác, dẫn đến việc giám sát, xử lý ngân hàng, kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB, không được bình thường. Trước đó, hồi đầu tháng 10 vừa qua, Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, Công an cũng ra quyết định khởi tố bắt tạm giam một số bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can gồm Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, 34 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Queensor; Hồ Bửu Phương, 50 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bộ Công an xác định các bị can này có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian từ năm 2018 đến 2019. Sai phạm này xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Tính đến tháng 12 năm 2022, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra hai vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, tại buổi họp báo thông báo về tình hình kết quả công tác công an năm 2022 diễn ra chiều 19 tháng 12 năm 2022, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an không nêu chi tiết danh tính các bị can và tội danh khởi tố khi thông tin với báo giới về vụ án này. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.